Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không Sapa giai đoạn 1 với tổng diện tích thu hồi đất 295,2 ha. Đến nay huyện Bảo Yên đã giải phóng được 294,7 ha, đạt 99,83%. Số hộ phải di chuyển nhà ở là hơn 200 hộ, đến nay có 192 hộ đã di chuyển và phấn đấu đến ngày 30 tháng 9 sẽ hoàn thành việc di chuyển các hộ dân còn lại. Dự kiến giải phóng mặt bằng Cảng hàng không Sapa giai đoạn 2 là 75,8 ha. Số hộ bị ảnh hưởng phải thu hồi đất khoảng 103 hộ, số hộ bị thu hồi đất ở và di chuyển chỗ ở khoảng 40 hộ. Số hộ dự kiến di chuyển chỗ ở phải bố trí tái định cư 91 hộ. Hiện ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bảo Yên đang tiến hành đo đạc hiện trạng trước, thu thập hồ sơ giấy tờ liên quan. Sau khi có quyết định phê duyệt điều chỉnh công tác đầu tư của Thủ tướng sẽ điều chỉnh dự án thành phần 1 và triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng các bước tiếp theo.